Xin chào tất cả các bạn, hiện tại thì tụi mình đang có mặt ở Dinh Cầu, một trong những điểm du lịch rất nổi tiếng ở Phú Quốc. Như các bạn biết là du lịch Phú Quốc không chỉ có những khu vui chơi giải trí, mua sắm hiện đại và các hoạt động khám phá đại dương, thì bên cạnh đó nó còn thu hút bởi các địa điểm linh thiêng gắn liền với những tín ngưỡng dân gian và văn hóa cộng đồng của người dân ở đảo. Các bạn có thể thấy là cái khung cảnh xung quanh nó rất là nhộn nhịp, thì không chỉ là những khách du lịch mới ra chỗ này đâu, mà cả những người dân địa phương người ta sống xung quanh đây, người ta vẫn ra đây để người ta đi dạo cũng như là hóng gió nè. Và nó sẽ có những cái xe mà dạng xe điện đùng nhỏ nhỏ, nên là các bạn nhỏ có thể ra đây để giải trí nè. Nhìn từ xa thì chúng ta thấy là một Dinh Cầu nó rất là đẹp như một cái bức tranh vậy, bên cạnh là một ngọn hải đăng. Đây vốn là một cái niềm hạnh phúc của người đi biển, vì thấy hải đăng là thấy nhà. Điều này càng làm tăng thêm sự quan trọng và ý nghĩa của mỗi Dinh Cầu trong đời sống của người dân đảo Phú Quốc. Dinh Cầu là một ngôi điện thờ mẫu theo tín ngưỡng nhân gian. Chính điện là bàn thờ nơi đặt bài vị của chủ chúa Ngọc Nương Nương và tượng hai cậu, thì đó là cậu Tài và cậu Quý. Với niềm tin những vị này sẽ bảo vệ ngư dân khỏi sóng to gió lớn và bình an vô sự trở về sau những chuyến đi biển. Còn xung quanh đây là các bạn thấy là có một số những cái gian hàng người ta bán đồ ăn vặt cũng như là đồ nướng nè. Có rất là nhiều loại khác nhau. Thì tụi mình đang gọi bánh tráng nướng các bạn. Đây cũng là một cái món ăn vặt rất là phổ biến ở miền Nam. Các bạn chỉ cần sử dụng cái loại bánh tráng mỏng như thế này, bánh tráng mà dùng để làm gỏi cuốn á. Rồi xong thì các bạn sẽ bỏ ở trên thêm những cái loại bắp hay là xúc xích hoặc là hành phi. Và có những nơi người ta sẽ đập trứng á, trứng tươi người ta sẽ bỏ trên mặt. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ bỏ thêm hành và các bạn nướng và bỏ thêm một ít sốt mayonnaise với lại tương ớt. Và nướng khi nào mà các bạn thấy cái bánh tráng nó chuyển sang màu trắng đục á, với lại bên trong nó chín rồi, thì sau một hồi suy nghĩ rất là lâu thì cả nhóm mới quyết định là thử thêm một cái món đậu hũ này nữa. Món này hình như là một thời đã từng rất là nổi tiếng luôn. Hồi trước á, mình cũng chưa bao giờ thử món này, nhưng mà hôm nay là mình sẽ quyết định thử. Giá thì các bạn thấy rất là rẻ thôi, chỉ có 7.000 thôi. Đây là đậu hũ người ta sẽ hấp lên và bên trong là sẽ bỏ thêm ớt bằm với lại là muối tiêu và chanh và rau răm. 1, 2, 3, vô. Theo cảm nhận riêng của mình thì món này cũng rất ok các bạn, nhưng mà mình ăn cảm thấy nghe giống như là cái mùi của hột vịt lộn vậy. Rồi các bạn nhìn thấy phía sau cái cây là Dinh Cầu nha các bạn. Cái địa điểm rất là tâm linh và được người ta chọn lựa là nơi để cầu an, cầu cho nhiều việc khác nhau. Hôm nay là mình sẽ không đi vào trong dinh, nên là các bạn nào mà đến Phú Quốc á, thì nên đến địa điểm này và vào trong để xem được cái kiến trúc rất là đẹp. Trong điện thờ các bạn nó sẽ thể hiện rõ cái sự giao thoa văn hóa tâm linh của cộng đồng người Việt Chăm và Hoa với lại tín ngưỡng thờ mẫu làm chủ đạo á. Thì ở khu vực này nó sẽ có một con đường để xây ra cái mé biển như thế này, chạy dài ra ngoài kia luôn cũng khá là xa. Và mọi người thường á sẽ thích đi đến khu vực này, tại vì ở phía ngoài đó nó sẽ có một cái chỗ để mà ngồi hóng gió biển. Các bạn sẽ để ý cái vệt sáng ở dưới mặt nước như thế này. Thật ra là đây là người dân địa phương, người ta sống gần đây và người ta đi bắt cá các bạn, hay gọi là người ta đi đâm cá. Nó sẽ có cái cây kiểu như là giống như mũi tên, nó sẽ nhọn ở phía trên và có cái đèn người ta sẽ soi dưới nước như thế này.
Ở gần dinh cầu thì các bạn sẽ bắt gặp một cái quán chè Thái nhà cổ như thế này. Quán này cũng rất là nổi tiếng nha. Các bạn thấy là quán lúc nào nó cũng rất là đông như thế này và chỉ mở cửa vào buổi chiều tối thôi, từ khoảng 17 giờ tới 22 giờ.